Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ dẫn cho bạn cách tắt thông báo Zalo trên máy tính. Thì thông thường á, khi tôi đang sử dụng Zalo này mà có một người khác hoặc là một nhóm nào đó họ gửi thông báo lên nhóm, thì lúc này á, trên Zalo máy tính của tôi đó, ví dụ như đây này đó, nó sẽ xuất hiện thông báo nha. Các bạn thấy không? Nó sẽ xuất hiện thông báo này. Đó, bây giờ tôi không muốn là mỗi lần tôi sử dụng Zalo trên máy tính mà người khác nhắn tin hoặc là gửi file nó xuất hiện thông báo nữa, thì tôi sẽ tắt đi. Thì cách tắt thông báo trên Zalo á, thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Rồi, đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào một cài đặt này. Cài đặt á, nó có biểu tượng là bánh răng cưa, các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Sau đó đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là cài đặt ở đây. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là thông báo này. Rồi đây, ban đầu á, Zalo nó sẽ được bật lên này. Các bạn chúng ta muốn tắt thông báo đi, các bạn chọn tắt này. Sau đó đây các bạn chúng ta sẽ tắt phát âm thanh khi có tin nhắn và thông báo mới này, các bạn tắt đi nha. Đó. Rồi như vậy là tôi đã tắt thông báo thành công. Bây giờ tôi sẽ sử dụng tài khoản Zalo khác, tôi gửi tin nhắn này. Đó, nó gửi tin nhắn đến nhưng mà nó không thông báo nha các bạn nha. Đó, đây. Tin nhắn mới này. Đó, nó gửi tới nhưng mà nó không xuất hiện thông báo. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tắt thông báo Zalo trên máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.